Nghỉ trưa chưa? Chưa, mới làm xong chưa? Vừa mới làm xong đây nè. Xin chào các bạn nhé. Và ngay hiện tại thì nhìn trong phòng trị liệu trẻ hóa công nghệ cao của Tổng quốc tế Bali nhá, là chị Thư đến từ Hải Phòng. Vừa mới làm xong cái công nghệ trẻ hóa da thương mắt FLX 4.0 chỉ sau 45 phút thôi ạ. Hiện tại thì chị Thư đang phát thanh với cả bạn đúng không chị Thư? Chào em. Chị vừa mới làm xong đúng không ạ? Hình ảnh của chị trước khi làm để so sánh cho chị đấy. Và đây bác sĩ thì đang so sánh hình ảnh trước sau khi làm các bạn nhé. Bác sĩ có thể nói qua một chút về sự khác biệt. Đây là chị Thư trước khi làm thơm mát này, thì theo các bạn nhìn thấy là chị Thư là có hai cái rãnh cười rất là sâu và hai cái viền hàm rất là to. Ở trên trán thì có lếp nhăn này, mắt thì thâm quầng và lếp nhăn ở đuôi mắt. Và đây là hình sống ngại ơi là ngã. Còn đây là chị Thư là sau 45 phút mình về điều trị xong các bạn nhé. Các bạn nhìn này, chị Thư là hai gương mặt của chị này, gương mặt sau khi làm và gương mặt trước khi làm. Nhìn khác hẳn. Em nhìn thấy hai cái rãnh của chị là cải thiện tương đối đấy. Cái làn da của chị bây giờ rất là bóng rồi chị ạ. Chị lo lắng lắm đấy. Thon gọn đi. Em thì xem nhìn cái ảnh này có ghê không? Chán thì nếp nhăn của chị nó nhỏ thì nó cũng mất đi rồi đấy. Trước khi đến đây chị suy nghĩ mãi thì mới dám đến đấy. Bạn chị cũng bảo mà đi từ một đoạn đường xa như thế để lên đến đây để làm. Nhà chị đi từ 5 giờ sáng mà lên đến nơi mà chụp ảnh như thế này này. Trời ơi nhìn phát ghê luôn. Lúc nào cũng sợ mẹ. Không đau một tí nào luôn. Không đau một tí nào luôn đấy. Lúc đầu tao cảm thấy nó cắn cắn một chút nhưng về sau không đau một tí nào luôn. Và đây là sau khi mình làm nó sẽ được cải thiện được 30-40% cho chị. Về nhà nó sẽ còn tăng sinh tiếp và cả 45 phút chị nhá. Về nhà còn thon gọn và thấy này đã rất là khác biệt. Bác sĩ đang bảo là về nhà mới được 30% thôi. Cái đường viền hàm đã thon gọn rất là nhiều. Có ngay cả bạn của chị Thư ạ, một người bạn đã FaceTime với chị Thư thì cũng đã có thể nhìn thấy và cũng có thể nhận ra được cái sự khác biệt giữa hai cái khuôn mặt này. Bây giờ thì tự tin để mặt mộc cũng không cần phải make up nữa rồi mẹ. Đó nhá. Các bạn trực tiếp theo dõi cái hành trình làm đẹp của chị Thư đến từ Hải Phòng ngày hôm nay. Đấy, sau bác tớ hỏi mới biết là bác sĩ ơi, về nhà mình có phải kiêng khem cái gì không nhỉ? Về nhà mình thì không phải kiêng khem gì, chị vẫn trang điểm make up bình thường. Bởi vì mình không xâm lấn, không phẫu thuật gì. Ôi chắc là lần này khỏi cần trang điểm đúng không? Bởi vì mình cảm thấy tự tin lắm. Nhưng mà làm xong thế này là chị không phải trang điểm nhiều nữa rồi. Khi mọc mắt nhiều ghê á. Tuổi rồi đấy. Đây này, xem này. Qua có 45 phút rồi mình đã cải thiện được bao nhiêu? Hai cái rãnh má gần như không còn là thích lắm rồi. Bởi vì cái rãnh má này cả cái mắt này khi mà mình cười. Già đi bao nhiêu tuổi đấy? Già đi nhiều. Mình làm mất hai cái đấy rồi thì nó cũng trẻ lên được rất là nhiều. Đấy thấy các gương mặt của mình thon gọn hơn thì bao các bạn tư vấn bảo là nếu như mà chị không đẹp thì thẩm mỹ viện sẽ hoàn lại tiền. Mà chắc là không có cơ hội để được hoàn lại tiền rồi. Chắc là chị phải không biết là có phải thêm tiền cho thẩm mỹ viện hay không nữa cơ. Nói chung cảm rất là hài lòng em ạ. Cảm thấy hài lòng lắm ấy. Vui lắm ấy. Em cảm ơn chị nhá. Chị không nghĩ là được như thế này đâu. Mãi và cứ sợ mãi. Đây là hiệu quả của chúng tôi với cái công nghệ trẻ hóa da một lần duy nhất thơm mát FLX 4.0 nhá. Làn da của khách hàng ngay sau khi sử dụng sẽ được trẻ hóa và sẽ có được cái làn da căng bóng, hồng hào, khỏe mạnh cũng như tất cả các cái dấu hiệu lão hóa sẽ được giảm đi đến 70-80% nhá. Thế nên là các bạn hãy gọi điện ngay tới số hotline là 0386 463 463 để được đặt lịch ngay để làm đẹp cũng như là có một cái làn da trẻ hóa và rạng rỡ như là cái chị Thư của chúng tôi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ạ.